Đứng chung sân khấu cùng các mỹ nhân đình đám nhất Việt Nam là cảm giác thế nào? Thời nào rồi mà còn nói hoa hậu chỉ biết cười, các chị em còn cân đẹp nghề MC luôn. Chỉ khổ cho người dẫn chung, sơ hở là bị đe dọa về chiều cao. Các người đẹp vốn đã cao nay còn thêm những đôi giày 15-20cm, đi giày thấp thôi các bà ơi. Dẫn cùng hoa hậu là phải cảnh giác lia cam ở mọi nơi, spotlight đổ dồn về phía bạn. May thay là với lợi thế dẫn cùng nhiều hoa, á hậu, Đức Bảo đã thích nghi được đến 90% rồi. Còn phía sau hậu trường thì sao nhở? Có một sự thực là các nàng hậu vô cùng cầu tiến, luôn luyện tập kỹ càng và tích cực hỏi han để hoàn thành tốt nhất vai trò của mình. À quên, các nàng hậu cũng nhây và quậy lắm, người đẹp thế này làm sao nhỉ? Mạnh dạn đề cử các bạn đi thi thách thức danh hài ngay và luôn. Follow Đức Bảo để biết thêm về ngày cầm mic nhá. Làm sao để chiếc micro không trở thành gương chiếu yêu đối với các nàng hậu? Điều đầu tiên, mình bỏ dạng mở đầu theo tôi đã từng là nạn nhân, được không? Ai cũng là nạn nhân vậy rồi, ai là hung thủ? Bất luận câu hỏi ra sao, khi trả lời, hãy cứ keep it simple. Đừng sa đà nói những chuyện đào to bố lớn. Có một format câu trả lời mà Đức Bảo khá tâm đắc gồm 3 phần. Thứ nhất, liên hệ câu chuyện bản thân nếu có thể. Sau đó, liên hệ với những vấn đề thời sự. Cuối cùng, sử dụng call to action hay lời kêu gọi hành động. Trả lời song ngữ luôn thú vị, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Mình thi hoa hậu chứ không thi speaking IELTS. Ngắn gọn, đủ ý. Nếu chưa thực sự tốt tiếng Anh, mình cứ mạnh dạn bỏ qua. Đừng coi nhẹ những kỹ năng như câu giờ, nhảy số nhanh, bẻ lái. Phần ứng xử của Hồng Hạnh đêm qua gây ấn tượng mạnh mẽ là bởi vậy đó. Dù sao, đứng trước hàng ngàn khán giả, phần thể hiện của các cô gái đã thực sự bản lĩnh. Xin chúc mừng tân hoa hậu Lê Hoàng Phương và bốn á hậu của Miss Grand Việt Nam.